Sáng nay, Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức hội thảo khoa học công tác lưu chuyển cán bộ ở miền Trung Tây Nguyên, thực trạng và vấn đề đặt ra. Công tác cán bộ có nhiều khâu, trong đó lưu chuyển đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thời gian qua, công tác lưu chuyển cán bộ được các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên chú trọng và ngày càng đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới, chuẩn bị hướng tích cực, cơ bản đáp ứng mục tiêu yêu cầu đặt ra. Việc lựa chọn địa bàn, chức danh và chuẩn bị nhân sự luân chuyển đã gắn kết chặt chẽ với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, trình độ đội ngũ cán bộ và các sự phối hợp hiệu quả giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các tỉnh miền Trung Tây Nguyên đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến việc luân chuyển cán bộ hiện nay.